Vì BTS và bước ngoặt cuộc đời tạo nên thần tượng của những thần tượng. Vì tên thật là Kim Tae-hyun, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995, mùa hè năm 2011 khi anh cùng bạn đến tham dự một buổi thử giọng vào Big Hit Entertainment. Vốn không có ý định tham gia, nhưng Vì đã bị thuyết phục bởi một người trong ban tổ chức và lựa chọn thử sức. Bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời anh đến vào vài tuần sau đó, khi Vì nhận được thông báo rằng mình là người duy nhất đến từ Daegu đã trúng tuyển vào Big Hit Entertainment. Sau gần 3 năm làm thực tập sinh, trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt để trau dồi cả kỹ năng và tố chất, cuối cùng Vì ra mắt với vai trò là một thành viên đặc biệt của BTS vào năm 2013. Đặc biệt, bởi lẽ Vì là thành viên cuối cùng được ra mắt trong đội hình của nhóm, đóng vai trò là một át chủ bài cùng với nội lực cháy bỏng. Hành trình chinh phục giấc mơ tuổi trẻ cùng BTS. Mùa hè năm 2013, Vì ra mắt cùng BTS với album đầu tay Too Cool for School của nhóm. Năm 2015, chào đón cột mốc quan trọng của nhóm nhạc 7 thành viên khi lần đầu tiên chiến thắng trên chương trình âm nhạc với I Need You. Sau đó, BTS cho ra mắt một loạt ca khúc mới lạ và bắt tay, tạo nên một năm bội thu của nhóm. Việc ghi danh sáng tác trong Trend và Homie Time đã trở thành tiền đề cho Vì phát triển trong vai trò mới. Năm 2016 của Vì đánh dấu bước phát triển vượt bậc cùng BTS. Cùng với sự nổi tiếng như vũ bão của nhóm, chàng trai Daegu cũng đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua tài năng và bản lĩnh của mình. Dẫu sóng lớn gặp phải gió, dẫu đối mặt với những vấp ngã trên hành trình khẳng định bản thân, đánh đổi bằng nước mắt và chấn thương nghiêm trọng, nhưng sự cố gắng và bền bỉ của Vì và BTS đã chuyển hóa thành kỳ tích. Với màn ra mắt siêu phẩm Blue Squid and Tears cùng việc được xướng tên với danh hiệu Daegu sang danh giá, Vì và các thành viên đã khẳng định được bản lĩnh chinh phục ước mơ. Tháng 5 năm 2018, ca khúc solo của Vì Singularity ra mắt và trở thành phần mở đầu album Love Yourself Tear của BTS. Một tháng sau khi phát hành, ca khúc lọt top 50 bài hát của tháng do The Guardian bình chọn. Billboard đưa Singularity vào danh sách 50 bài hát hay nhất của BTS ở vị trí 28. Ca khúc thậm chí được phát trên đài BBC Radio của Anh Quốc, trở thành bản solo đầu tiên và duy nhất đến từ K-pop tính đến hiện tại làm được điều này. Vì cùng với các thành viên trở thành những thần tượng đầu tiên và trẻ tuổi nhất nhận được huy chương văn hóa Hợp Quốc Hoàng. Vì phát hành ca khúc solo chính thức đầu tiên mang tên Scandery thông qua trang SoundCloud của nhóm. Trong suốt 2 tuần sau khi phát hành, Scandery đã phá kỷ lục phát trực tuyến hàng ngày 9 lần. 7 tháng sau, anh phát hành bài hát solo thứ hai và bài hát tiếng Anh chính thức đầu tiên của mình mang tên Winterbeer thông qua SoundCloud và YouTube. Ca khúc như một thông điệp yêu thương mà Vì dành tặng cho người hâm mộ. Năm 2020, Vì góp giọng và tham gia sản xuất bản nhạc phim Sweet Night cho phim Tầng Lớp Itaewon của đài GTBC. Bài hát nhận được đánh giá tích cực và đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh số bài hát kỹ thuật số Hoa Kỳ của Billboard. Sweet Night trở thành ca khúc đầu tay được xếp hạng cao nhất của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong lịch sử bảng xếp hạng này. Vì đồng hành cùng BTS khi còn là những thực tập sinh tay trắng cho đến một BTS độc tồn xô đổ hàng loạt kỷ lục. Nét độc đáo tạc nên dáng hình hoàn hảo. Vì sở hữu khuôn mặt có nét hài hòa lai Tây cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, chàng trai họ Kim là một trong những thần tượng được đánh giá gần như hoàn hảo cả về kỹ năng lẫn ngoại hình. Luôn vững tấp đầu trên bảng xếp hạng nhan sắc thần tượng nam xứ Hàn, vẻ điển trai của Vì ngày càng toát lên khí chất trưởng thành lịch lãm. Chàng cần út của BTS còn sở hữu nụ cười duyên hình chữ nhật có 102 đúng tim người hâm mộ. Trái ngược với tính cách hoạt bát có đôi chút tinh nghịch, Vì sở hữu một màu giọng trầm đẹp trong thế hệ mới của K-pop. Với chất giọng baritone đặc biệt, Vì tạo được dấu ấn riêng bởi màu giọng trầm ấm đồng đầy cảm xúc và dễ dàng để lại dư âm trong lòng người nghe nhạc bằng những giai điệu ballad sâu lắng. Dù là sự bùng nổ mạnh mẽ đến từ Fire hay du dương cùng bậc cảm xúc cùng The Trust Untold, Vì đều khiến người nghe thỏa mãn trong từ nốt nhạc được cất lên như thổi hồn vào. Chặng đường thử sức ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ làm tốt ở kỹ năng ca hát và sáng tác, dáng vẻ thu hút của Vì còn được thể hiện qua khả năng diễn xuất linh hoạt. Vì không ít lần bộc lộ khả năng nhập vai qua nhiều sản phẩm âm nhạc của BTS, mỗi MV là mỗi lần khéo léo truyền đạt một câu chuyện chứa đựng thông điệp ý nghĩa. Phim ngắn của Vì trong album Queens đã khắc họa sâu sắc về khả năng truyền đạt cảm xúc và hóa thân thành nhân vật của nam thần tượng. Nhờ vậy, anh không ít lần có cơ hội được phô bày tài năng biến hóa của mình khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Từ chàng trai mang vẻ nổi loạn trong trình cho đến chàng trai của những thước phim tuổi trẻ rung động cùng BTS qua Spring Day, Vì luôn hoàn thành tốt vai trò của mình và nhận được rất nhiều lời khen có cánh đến từ đạo diễn. Năm 2016, tạm thoát ly khỏi vai trò thần tượng, Vì trở thành một nam diễn viên trẻ tuổi tham gia vào bộ phim truyền hình Hoa Kiếm Hợp Quang của Hàn Quốc. Vì hóa thân thành nhân vật Ha-sung, chàng út cá tính của biệt đội Mỹ Nam. Ha-sung sở hữu tính cách vui vẻ, ấm áp và được mọi người yêu quý. Đáng tiếc, nhân vật này đã phải chia tay khán giả trong tập 18, trở thành một trong những phân cảnh bi kịch nhất năm 2016.
Khả năng diễn xuất của Vi ở đoạn phim này được đánh giá là xuất thân, tạo điểm nhấn cho cả tập phim nói riêng và toàn bộ phim nói chung. Vi đem lại không ít sự ủng hộ tích cực dành cho bộ phim và gây ấn tượng đến công chúng bằng sự thể hiện xuất sắc của mình trên màn ảnh nhỏ. Khả năng diễn xuất của Vi một lần nữa được công nhận và trông chờ rất nhiều trong tương lai. Chàng trai sở hữu nhân cách vàng mang tên Vi. Sự tốt bụng và tinh tế của Vi được rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí ấn tượng, từ những việc nhỏ nhặt hay trong một khoảnh khắc phía sau ống kính. Anh chàng luôn ghi điểm bởi năng lượng tích cực và sự ấm áp cho mọi người xung quanh. Tháng 10 năm 2018, tại lễ trao giải văn hóa nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc, khi cùng các thành viên BTS chụp hình với dàn nghệ sĩ gạo cội, nam thần tượng đã cúi thấp xuống để không tạo nên chênh lệch chiều cao quá lớn và nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong một buổi giao lưu, khi nhận thấy người hâm mộ xúc động vì được gặp mình, Vi đã tự làm trò vui để đem lại sự thoải mái và nụ cười cho mọi người. Tại lễ trao giải Golden Disc Awards 2019 vừa qua, trong khi các thành viên NewS bối rối vì không đủ ghế ngồi, Vi đã nhanh chóng đi lấy một chiếc ghế khác giúp cho nhóm nhạc ổn định. Hành động lịch thiệp của anh nhận được rất nhiều sự cảm kích. Chàng trai từng rơi nước mắt khi tâm sự trong buổi biểu diễn vì không kịp về dự đám tang của bà, người mà anh rất mực yêu thương. Khoảnh khắc chàng trai luôn vui vẻ bỗng òa lên nức nở khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Vi luôn bày tỏ sự quan tâm và chăm sóc ân cần của mình đến mỗi thành viên. Sự chân thành của Vi đối với cộng đồng người hâm mộ, các thành viên và đồng nghiệp chính là yếu tố tạo nên nhân cách vàng hoàn hảo của nam thần tượng. Chàng trai giàu trí tuệ cảm xúc với thông điệp I Purple You. Vi là một chàng trai giàu trí tuệ cảm xúc khi anh chính là người tạo nên câu nói nổi tiếng I Purple You. Câu nói này được phiên dịch sang tiếng Hàn thành Borehe, lần đầu tiên được Vi nhắc đến khi BTS có một buổi gặp gỡ cùng người hâm mộ vào năm 2016. Vào thời điểm đó, khi các ARMY, người hâm mộ của BTS thắp sáng cả sân vận động bằng light stick màu tím, một màu tím đặc biệt như sự kiện mà người hâm mộ dành tặng cho các anh chàng. I Purple You là câu nói do nam thần tượng sáng tạo, mang ý nghĩa đặc biệt dành cho người hâm mộ, như một minh chứng của mối liên kết quý giá giữa tình cảm của Vi và người hâm mộ. Thậm chí, câu nói này đã được một số từ điển trên thế giới ghi nhận dưới tên anh. Vi và danh xưng thần tượng của thần tượng. Không những là thần tượng của người hâm mộ, Vi còn được biết đến là hình mẫu lý tưởng của nhiều nam nghệ sĩ trẻ trong giới giải trí. Có những thần tượng K-pop là người hâm mộ cuồng nhiệt của Vi. Họ không ngần ngại bày tỏ sự ái mộ dành cho Vi trên các chương trình âm nhạc và giải trí. Những màn trình diễn và sự thể hiện đầy lôi cuốn của anh đã truyền cảm hứng cho họ rất nhiều. Có thể kể đến một số cái tên như Jonghyun của The Boys, Haruto của Treasures, Hyeon Seok đến từ Astin và còn rất nhiều sự yêu mến khác đến từ các thần tượng K-pop dành cho Vi. Có thể khẳng định, Vi hội tụ mọi yếu tố cần thiết của một ngôi sao là ví dụ điển hình cho danh hiệu thần tượng của thần tượng.